5 cách giúp cho các bạn là tăng cân từ 3 cho đến 5kg trong 1 tháng. Cách thứ nhất đó là hãy ăn nhiều hơn 500 calorie một ngày. Nếu các bạn ăn quá nhiều thì có thể là khiến cho các bạn là tăng cân nhưng mà dễ lên mỡ. Còn nếu các bạn ăn quá ít á, thì có thể là các bạn tăng cân nó không đáng kể. Bởi vậy á, thì cái lượng ăn thêm 500 calorie một ngày là chuẩn, giúp cho các bạn là tăng cân, tăng cơ hiệu quả nhưng mà không lên mỡ. Cách thứ hai đó là hãy tập chậm. Nếu các bạn muốn là tăng cân, tăng cơ thì các bạn cần phải tập luyện với cái cường độ chậm. Bởi vì á, khi các bạn tập chậm á, thì nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta mất ít calo hơn, đồng thời phát triển cơ bắp nhanh hơn. Từ đó giúp cho các bạn là tăng cân, tăng cơ hiệu quả. Cách thứ ba đó chính là hạn chế tập cardio. Tập cardio á, thì nó không xấu, ngược lại nó còn giúp cho cơ thể chúng ta giảm mỡ và tốt cho tim mạch cơ thể chúng ta nữa. Nhưng khi mà các bạn tập nhiều cardio á, thì nó sẽ khiến cho cơ thể chúng ta đầu tiên là giảm mỡ này, thứ hai đó là giảm cân, và thứ ba đó là mất nhiều calo. Và với một cái người gầy đó là hạn chế giảm cân và mất nhiều calo. Bởi vậy á, thì với một cái người gầy khi mà các bạn luyện tập đó thì các bạn cố gắng hạn chế tối đa cardio. Và cái lời khuyên của bản thân mình đó là khi mà các bạn muốn cardio đó thì mỗi tuần các bạn chỉ nên cardio một lần mà thôi. Cách thứ tư đó chính là hãy ăn thêm 2 bữa phụ. Cái việc mà chúng ta ăn 3 bữa chính á, nó sẽ giúp cho cơ thể chúng ta có thể là duy trì sự sống và duy trì cái cân nặng của bạn hiện tại. Và 2 bữa phụ chính là 2 bữa ăn thêm để giúp cho các bạn là có thể là tăng cân, tăng cơ hiệu quả. Và nếu các bạn gầy mong muốn là tăng cân nhưng mà các bạn không đi tập luyện nha, thì các bạn có thể là bổ sung 2 bữa phụ vào 2 thời điểm sau đây: 9 giờ sáng và 3 giờ chiều, hoặc là 9 giờ sáng và 9 giờ tối. Thì đây là 2 thời điểm mà các bạn có thể là bổ sung vào 2 bữa phụ để giúp cho các bạn là có thể tăng cân. Còn nếu mà các bạn muốn là tăng cân, tăng cơ, thì có nghĩa là tăng cân, tăng cơ thì các bạn phải đi tập luyện ấy, thì các bạn có thể là ăn vào 1 bữa phụ và 1 bữa trước khi mà các bạn luyện tập để giúp cho cái việc mà các bạn có thể là tăng cân, tăng cơ hiệu quả. Ví dụ các bạn tập vào buổi chiều đi, thì bữa phụ buổi sáng á, là 9 giờ và bữa phụ buổi chiều á, là trước khi mà các bạn luyện tập 45 phút. Thì đây là 2 bữa phụ giúp cho các bạn là có thể là tăng cân, tăng cơ hiệu quả ha. Và nếu 2 bữa phụ các bạn không biết ăn gì để giúp cho cơ thể chúng ta có thể tăng cân hiệu quả, đồng thời bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng á, thì các bạn có thể là đến với bột MarkFit hỗ trợ cho cái người gầy tăng cân, tăng cơ hiệu quả và bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng. Các bạn có thể là bổ sung vào bữa phụ và bữa trước khi mà các bạn luyện tập, hoặc là 2 bữa phụ nếu mà các bạn không luyện tập ha. MarkFit cung cấp đầy đủ protein carb fat, uống rất là ngon nha các bạn. Một lần pha như thế này á, thì cung cấp cho các bạn khoảng từ 250 đến 300 calorie một lần pha nha các bạn. 2 muỗng bột ha. Uống cái các bạn. Cách thứ 5 đó là hãy ăn nhiều trái cây chứa nhiều đường. Bất kỳ loại trái cây nào á cũng đều tốt cho sức khỏe chúng ta, nhưng không phải trái cây nào cũng có thể là giúp cho các bạn có thể là tăng cân hiệu quả. Mình nói đơn giản ví dụ như là cam, quýt, bưởi, chanh, mận, thì đây là những cái loại trái cây tương đối là tốt cho sức khỏe chúng ta nha. Nhưng khi các bạn ăn nhiều những loại trái cây này á, nó khiến cho cơ thể chúng ta giảm cân. Bởi vậy á, thì nếu mà các bạn mong muốn là tăng cân hiệu quả thì hãy chọn những loại trái cây chứa nhiều đường. Cụ thể là những cái loại trái cây như là chuối này, táo này, xoài này, sầu riêng này, thanh long này, đu đủ này, sambuche này. Thì đây là những loại trái cây cung cấp rất là nhiều đường, cung cấp rất là nhiều dinh dưỡng, cung cấp rất là nhiều calorie hỗ trợ cho cái việc mà các bạn tăng cân hiệu quả mà vẫn tốt cho sức khỏe chúng ta. Đó, sau đây là mình đã chia sẻ xong cho các bạn là 5 cách giúp cho các bạn là tăng cân hiệu quả từ 3 cho đến 5kg trong 1 tháng ha. Và cuối cùng đó là nếu mà các bạn mong muốn là tăng cân, tăng cơ hiệu quả hơn thì các bạn có thể là đến với sản phẩm bột MarkFit hỗ trợ cho cái người gầy tăng cân, tăng cơ ha. Nếu mà các bạn mong muốn là tăng cân nhưng mà không có đi chơi thể thao, không có tập gym thì các bạn có thể là uống vào 2 bữa phụ ha, để giúp cho các bạn là có thể tăng cân từ 3 cho đến 5kg trong 1 tháng. Còn nếu mà các bạn có luyện tập mong muốn là tăng cân, tăng cơ thì các bạn uống MarkFit vào 1 bữa phụ và 1 bữa trước khi mà các bạn luyện tập để giúp cho các bạn là có thể là tăng cân, tăng cơ hiệu quả hơn từ 3 cho đến 5kg trong 1 tháng nha các bạn. MarkFit hỗ trợ cho người gầy tăng cân, tăng cơ. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Chào các bạn. Mua hàng thì nhớ liên hệ cho mình nha.